Ngày hôm nay thì Ngọc đang đi ăn ốc và kiểu như thấy ở đây có bán cái loại mẹt ốc như thế này, cho nên là Ngọc cũng định review và giới thiệu đến cả nhà. Thì xưa giờ cả nhà hay ăn những loại giống như kiểu ốc bình thường, nó để trong dĩa hay trong tô đúng không? Thì hôm nay ở đây bán một cái mẹt ốc như thế này, nói chung là nhìn nó hay hay, cho nên là thành ra là mình muốn giới thiệu và muốn chia sẻ đến cả nhà và mọi người muốn biết được cái công đoạn sáng chế ở đây có điều gì đó đặc biệt hoặc là có những món nào đặc biệt thì cả nhà hãy xem tiếp ở phần phía sau của clip nha. Cả nhà anh đang làm món tiết canh tôm hùm nhé. Heo Thái nè. Còn gà muối với tôm chiên hải sản nữa. Số 3 nha. Thì theo con, nếu mà con lớn thì biết chứ nhiều, còn con nhỏ thì chị ạ. Đấy rồi, cho em xin ít muối với tiêu. Nói vậy là mình ăn với kèm cái gì đúng không anh? Hay là chị vậy? Tiết canh thì mình sẽ ăn kèm với bánh đa với lại rau ăn tiết canh. Trong đó rau ăn tiết thì trong đó sẽ có là rau ôm, bò gai, lá quế và lòng đùi. Thì những cái loại rau thơm đó thì để ăn tiết canh đó, thứ nhất thì nó không bị tanh, thứ hai sẽ tạo lên một hương vị là thơm ngon cho món tiết của mình. Vậy là hết rồi hả? Dạ hết, mình còn một con nữa. Có tôm hùm này tiết thì mình không có giá, mình giá làm giá ở con tôm. Nhưng mà con tôm trọng lượng nó là bao nhiêu thì với giá cả thì mình làm được rất là nhiều món. Chỉ còn chẳng hạn đến con tôm này thì mình làm được là tới là 3 món lận. Mình có là tiết canh, ăn sống, đầu thì mình nấu cháo, hoặc là đầu mình nấu lẩu, hoặc là nấu món khác. Nếu mà mình không ăn sống thì mình có thể là nướng phô mai, nướng tô tỏi. Hoặc là mình sẽ làm còn nhiều món đa dạng như của menu của quán. Dạ, cái này phải bao nhiêu trăm gram nhỉ? À, con tôm này là tầm khoảng là 5 lạng cái gì. Ủa anh, cái mẹt của mình thì khoảng bao nhiêu loại anh? Cái mẹt của mình là gọi là mẹt tứ quý á chị, là gồm có 4 loại ốc. Trong đó thì mình có là ốc bươu, ốc hương với là móng tay, với lại là sò lông. 4 loại ốc mình làm một mẹt là gọi là một cái mẹt tứ quý. Đúng rồi chị, đó là xây dựng mô hình để làm một cái quán kem với là có ấn tượng của một cái khu bờ kè này. Dạ, ok. Hồi xưa giờ em chưa thấy mẹt ốc bao giờ, nói chung là cơ bản ăn các loại kêu chỉ riêng lẻ với nhau thôi. À, đúng rồi, chứ là mẹt ốc á là do tên của người đặt. Chứ là món ăn thì nó cũng như nhau, do tên người đặt là ra một cái mẹt. Vậy là ốc hương của mình thì sẽ làm với cái hương vị sốt như thế nào anh? Ốc hương của mình là sẽ là làm cháy tỏi vậy. Dạ. Ốc hương cháy tỏi. Rồi những cái con kia anh kể giùm em. Ốc hương mình sẽ là cháy tỏi, ốc bu là luộc xả, móng tay là xào rau muống với là xào lông nướng mỡ hành. Lên một cái mẹt. Chấm với một loại sốt hải sản đặc biệt của quán. Dạ. Đó là sốt đặc trưng của quán, chỉ có quán thì mới có cái sốt thôi. Còn các quán khác thì cũng như là thứ nhất là chưa tham khảo. Thứ hai là chưa có thấy những quán khác có cái sốt đó bao giờ. Có thể bật mí một xíu về cái sốt đó là kiểu như ớt cay hay là gì gì không? Cái sốt đó là một loại sốt vừa cay chua ngọt. Nó cũng dạng như là dạng sốt Thái, nhưng mà do mình biến chế và mình đào tạo nó khác hương vị hơn. Có nghĩa là mình ăn vào nó cảm nhận một cái hương thơm dễ chịu con người mình. Và cảm nhận hương thơm đó thì nó không biết là hương thơm từ cái mùi vị gì ra. Dạ, ok. Tinh túy quá ha. Rồi anh cứ làm đó là đi. Ẩm thực của món ăn. Dạ. Sốt của nó là sốt chi ly á chị. Chi ly có nghĩa là sốt ớt cay Hàn Quốc. Anh làm bếp lâu chưa anh? Em chỉ là làm bếp vừa đây thôi. Kinh nghiệm gọi là bếp trẻ Việt Nam. Vậy hả? Thường ngày là mình có khoảng bao nhiêu loại tương sống mỗi ngày chị? Mình khoảng chừng 10 loại hơn em. Nói chung là tùy theo ngày, có khi mà mưa bão thì mình không có hàng vô điều thôi. Chủ yếu mình là tôm hùm bông, tôm hùm xanh. Hôm nay hả chị? Này dạ, đúng rồi. Tôm xanh của mình hôm nay hết rồi nè. Cái này là tôm tích của mình cũng hết. Có trứng phải không chị? Nói chung là lại rồi ghẹ, ốc hương cồn, ghẹ đâu? Ghẹ bên kia hả chị? Ghẹ bên đây nữa nè, tại vì ghẹ là size lớn, size nhỏ. Rồi ốc hương cồn của mình. Nói chung là tại vì hôm nay mình qua Ninh lễ hàng cũng hết nhiều rồi. Dạ. Còn mấy mặt hàng này thôi. Dạ. Còn cá của mình là cá mới, là về cá chủ nhật. Cá chữ ngọc này là đặc biệt, thịt nó rất là giòn và ăn rất là ngon. Dạ. Rồi tôm tích
tôm sú, tôm càng, cua. Cá này mình làm món gì là ok, ngon nhất? Mình làm lẩu là ôm dưa đồ này kia rồi các thứ ngon lắm em. Dạ. Nhúng lẩu ăn rất ngon, đặc biệt cái đó cá của nó cái đỏ, thịt nó đỏ giống như là thịt bò mình đó, nó rất là giòn ngon. Ví dụ như ấy thì em thấy trên đây cũng có giá nào kiểu như về cơ bản thì thường ngày nó có dao động nhiều không chị? Có khi nếu mà mưa bão thì có thể là dao động nhiều. Có khi tôm tích chứ chị nhập tới 1.350.000 một ký à. Nói chung là ba cái hồ tươi sống này nó cũng đôi khi giá này. Dạ. Rồi bên mình cũng có cua, cua gặt, cua thịt. Cua bên mình thì cua bự, cua khoảng chừng 600-700 gram một con. Dạ. Cua thịt càng đáo quá. Còn bên đây là cua gặt. Bên này cua gạch của mình là gạch tràng đờ bê gì nè. Nói chung là đủ lại hết. Còn hôm nay tụi em có lâu lâu thì có cua lông. Dạ. Thì mình cũng có về cua lông. Cua lông thì có con cua gì đó đó. À cua đó, cua đặc sản của đảo Phú Quý á. Đây đem cua đặc sản của đặc sản của đảo Phú Quý mình á. Gọi là cua gì? Cua lông này em kêu cua đỏ. Cua đỏ thì em thì đa phần đi quay mấy chỗ kia thì chưa thấy loại cua này. Cái này là đặc sản của đảo Phú Quý, lâu lâu nó có chị. Dạ. Nó vô mùa thì nó có. Mà mình vẹm ốc gai đồ này kia, ốc tỏi, sầu huyết cồ, ốc sầu dương. Rồi nói chung là hôm nay hàng bão nên cũng không có hàng nhiều. Chứ là lễ bỏ vô trong đây để cho nó đỡ. Cua lông hả chị? Dạ. Cua lông này là mình chế biến món gì vậy chị? Cái này thì đa số là hấp vậy. Tại vì gạch nó rất là nhiều, ăn rất là ngon. Dạ, hấp hả? Nhìn vậy là biết gặt nè cả nhà. Đó, cua lông nha. Rồi. Ở đây thì cả nhà thấy ở chỗ hải sản đêm Thủy Thủy thì có mấy cái loại ở đây ha. Cả nhà thấy là ốc nè, rồi sông có nè, biển có nè. Ở bên kia có ghẹ, có cua, có tôm luôn cả nhà. Thì tùy sáng tạo ra và kiểu như chế biến từng loại sốt khác nhau. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì Ngọc muốn giới thiệu với cả nhà là một chỗ ở đây có bán cái loại mà gọi là mẹt hải sản nha cả nhà, mẹt ốc nha. Và tí nữa nếu mà cả nhà thấy nó thú vị và hấp dẫn, cả nhà nhớ là xem tiếp cái video. Thì ở chỗ hải sản đêm Hỷ Hỷ ở số 1121 của Hoàng Sa, phường 11, quận 3 cả nhà nha. Có số điện thoại trên đây để cả nhà tiện liên hệ luôn nè, 0909447128. Đó, số đằng sau cũng được. Cả nhà có thể là liên hệ những số đó. Đây, tất cả những cái món của Ngọc nha cả nhà. Trước tiên thì Ngọc sẽ giới thiệu là ở đây á, là cái mẹt ốc. Là lúc đầu video thì Ngọc đã nói rồi, cái mẹt ốc này làm Ngọc ấn tượng. Là do là ngày xưa thì thường ăn những cái trong dĩa dĩa dĩa, nhưng hôm nay để mẹt như thế này rất là tiện để cho chúng ta đi cỡ 2-3 bạn ha. Có ăn như thế này có thể xe tiền ra. Mẹt ốc này là 200 ngàn nha cả nhà. Thực ra nếu mà phân tích ra kỹ một chút á cả nhà thì cơ bản thì nó cũng giống những cái món ốc riêng lẻ mà mình đã thường ăn. Nhưng mà sẽ có mỗi chỗ sẽ có cái sự khác biệt riêng về cái sốt. Ở đây, ốc móng tay. Rồi, ốc móng tay xào với rau muống nha. Điều đặc biệt mà mình có nghe một bí ở anh đầu bếp đó là cái sốt này. Đa phần thì các bạn có thể là ăn hải sản thì ăn với cái muối ớt xanh. Nhưng mà ở đây, cái đây là anh làm riêng nha. Đặc trưng của quán mình, em thử. Cái muối chấm nè, cái nước chấm này nè, giống như từ ớt xanh với lại các gia vị nữa. Nhưng mà theo Ngọc á, nó sẽ không có nồng, làm cho cái vị của mình ăn hải sản nó thanh hơn. Mà nó lại là có một sự rất là khác biệt so với những cái ớt xanh mà mình hay ăn. Nó làm cho chúng ta hơi lạ miệng thì sẽ nhận khi ăn ngon hơn. Ốc hương xào tỏi nha. Trước khi ăn thì nhận thấy ngon chưa? Về cơ bản á, là cái ớt xanh này, không phải ớt xanh, nói chung là cái phần mà nước sốt ớt này thì Ngọc cảm thấy được là nó làm cho cái hương vị ốc của mình nó thanh hơn và nó kiểu như khác biệt nữa. Cái độ ngọt, cái hậu ngọt nó nhiều hơn nha cả nhà. Về phần ốc á, thì nãy giờ Ngọc ăn cũng hai loại rồi, cơ bản thì nó khá là giòn, giữ được độ giòn của con ốc nè. Nhưng mà theo cảm nhận ban đầu thì ăn hai loại ốc thì nó khá là tươi đó cả nhà. Nói chung là mình ăn mình sẽ biết là ốc nào tươi, ốc nào sẽ nó bị chết. Hồi nãy lỡ ăn con ốc này rồi, lỡ ăn xong rồi quên nói cho cả nhà nghe luôn rồi.
tôi bây giờ phải ăn lại. Đây, ốc này luộc vừa kiểu như để phải giữ độ giòn của nó lại. Xong rồi kiểu như cái phần nước ngọt ở từ xả và nêm một xíu vào trong cái nước dùng của nó. Cho nên thành ra là con ốc này khi ăn vào vẫn giữ cái độ ngọt bên trong của ngốc và vẫn có cái độ dai và thêm mặn mặn chua chua ngọt ngọt của cái phần nước chấm này nữa. Nói chung là cái nước chấm này thì kết hợp với những cái món ốc này, Ngọc thấy là đối với cái con ốc này là ok nhất. Những con ốc kia thì nó vẫn ok, nhưng cái nước chấm này nó kết hợp với con này á, vừa có độ thanh, vừa có độ chua, độ ngọt, độ ngọt. Thấy rất là thích. Hơi thất bại là biết sao không? Là cái con cua này nè, là anh đã sơ chế nó ra ha. Thế anh sắp thịt hình con cua, cái xong anh để sót lên, cho nên là dở lên một cái nó bị rớt xuống. Mình quên, mình tưởng là nguyên con á cả nhà. Cả nhà cho coi, trời ơi cua gạch nha. Dạo này mình có hơi bị có duyên với cua gạch đó cả nhà. Rau cũng được ăn cua gạch hết. Cái sốt này ở bên ngoài rất là béo béo nha, mặn mặn ngọt ngọt, nó là ok luôn. Khi mà cả nhà ăn cái món này thì sẽ thấy sự khác biệt. Xưa giờ chúng ta hay ăn sầu me đồ các kiểu đại điểu, nhưng mà hôm nay ăn cái sốt này xong đó thì có cái cảm giác là nó sẽ lạ miệng và nó giống như kiểu nó hơi nhạy nhạy lên á, làm cho mấy bạn mà kiểu thích ăn mà hơi béo một xíu, hơi nhạy một xíu, đây là món dành cho các bạn. Chắc là cũng là món dành cho Ngọc luôn ấy. Đó, rất là nhiều sớ thịt nha. Ở trong thì vẫn giữ được cái thịt cua chắc. Rồi xong rồi á, rồi sao ta, xong rồi nó ngọt ngọt của cái thịt sớ thịt của con cua. Nhưng mà đổi lại thì ở bên ngoài thì nó vẫn có cái sự ngọt mặn và cái sự béo, nó vừa đủ với nhau để làm cho cái món cua này nó thực sự là ngon và khác với những loại khác luôn. Đó, nó không có cay nha. Nãy mình nghe chili đồ mình thấy nó tưởng nó cay nhưng nó không có cay. Nếu mà nói là cái món này á, nổi trội nhất là phần nào thì Ngọc cảm giác được là cái nổi trội nhất của nó sẽ là cái vị mà giống như kiểu là sẽ béo béo ngậy ngậy, nhưng mà cái nguyên liệu Ngọc sẽ không thích được. Tại vì món này nó huyền bí như thế nào á, giống như mình ăn mình béo béo nhưng mình không cảm nhận, không phải là bơ, không phải là phô mai. Nó béo sao á. Và tôi xong rồi để sốt thái cái này lên ha, vừa ăn có cái vị cái hậu cay cay nữa. Đây là món dành cho Ngọc rồi, chắc ăn luôn. Đại này nó sống nè, xong rồi nó giữ cái độ giòn, khi mà cắn vào thịt của nó cái là giòn, thật là giòn. Xong rồi lại thêm cái gia vị xung quanh của nó lại chua mặn ngọt, và cái độ cái hậu ngọt với lại cái chua nó thanh thanh cỡ nào á, cho nên thành ra là cái món này khi mà vào miệng cái là nó làm cho mình cảm giác nó khá là thú vị. Chẳng hạn như mọi người mà thích ăn sashimi đồ đó các kiểu đó thì đây là một món là fan ruột. Nói chung là cái này á sẽ là một món dành cho những fan ruột mà thích ăn sashimi các kiểu. Cái này nhầm khi nó còn ngon hơn nha cả nhà. Tại vì á nó giữ được cái độ sống, độ tươi của con tôm rồi, mà bên cạnh đó thì mình lại được ăn cái nước sốt của nó nữa, mình không còn chấm, Ngọc nghĩ là không còn chấm bất cứ cái gì hết. Tại vì đa phần là Ngọc thấy là cái nước sốt ở đây chế biến thành cái món này nè và để lên cái phần tôm sống của mình ý, nó đã trọn vẹn cái vị rồi. Chọn cái phần gỏi này ha, mình ăn với cái đầu tôm bên đây. Rồi, sốt cái phần này luôn nha cả nhà. Rồi dùng cái đũa trộn lên. Trời ơi, mấy món này nhậu là bắt lắm nha. Ở đây mà bờ kè nữa, Hoàng Sa nha cả nhà. Hay Hoàng Sa mà tối tối chiều mưa như hôm nay Ngọc quay nè, là hơi mưa đã rít chút xíu nè. Xong rồi chúng ta ngồi ha, trộn trộn ha, nhâm nhi với bia ha, rồi là số 1 luôn. Rồi bây giờ ăn thử. Trộn ăn thì ngon hơn. Theo học là như vậy. Mà mình ăn riêng gì cũng hơn ngon. Tại vì cái nước sốt đó, cái nước chấm của gỏi á, nó cũng đã ngon rồi.
À, lúc nãy Ngọc hình như là chưa nói giá với cả nhà đúng không? Cái con cua to này thì theo thời giá nha. Với con cua này của Ngọc ấy thì Ngọc mua với giá là cái dĩa này làm sót ra luôn nha cả nhà, là với giá là 350 nha. Ngọc chỉ nhớ khoảng thôi. Rồi cái phần này là gồm có hai cái phần này luôn. Cái phần này là mình làm cái thịt thì mình làm cái món này, còn cái phần này gỏi đó. Hai cái phần này luôn là 120.000, còn cái phần này là 200.000. Lúc đầu Ngọc đã có nói rồi. Thì cái phần hôm nay thì Ngọc ăn là tổng khoảng cỡ 600.000 đi, 670.000 hay gì đó. Thì theo Ngọc á, thì các bạn hôm nay là khá là nhiều nha. Các bạn ăn này là phải ăn từ 4-5 người luôn á cả nhà. Nhưng mà mình muốn là trải nghiệm những cái món đặc trưng ở đây, cho nên Ngọc gọi hết những cái món đặc trưng ra để thưởng thức và review cả nhà. Tạm thời thì clip sẽ kết thúc ở đây, tại vì để cho anh coi phim cũng ăn nữa. Mà tụi mình cũng đi review cũng khá là nhiều quán trong ngày hôm nay rồi. Cho nên là mình chúc cả nhà một tuần mới thật là nhiều niềm vui. Và bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Sài Gòn Phố.